Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, công viên khủng long. Và như đã nói ở những tập trước thì sau khi khủng long ở trong cái hồ này trưởng thành thì mình sẽ có một chuyến đi khám phá biển và dắt mẹ em theo. Ui, nhưng mà khoan từ từ, để mình hạ mấy con cá hổ trong đây cái đã. Trong mấy cái chỗ mà mình nuôi khủng long ấy rất là dễ xuất hiện những cái con đĩa các thứ đâu nè. Rồi cá hổ nữa, nguy hiểm lắm. Rồi và để xem coi hiện tại thì khủng long của mình đã có thể kiểu như là cưỡi được chưa. Độ trưởng thành, ui 18 tuổi rồi, wow, quá là lớn rồi đấy. Ấy, cưỡi được rồi nè. Wow, bơi nhanh tới nỗi mà bay lên khỏi mặt nước được luôn. Wow, ghê vậy ta. Được rồi, tầm này là dắt đi khám phá là hết sảy con bà bảy. Leo Blair Roden thì đã cưỡi được rồi nè. Không biết là bên kia khủng long Plesiosaurus của mình có cưỡi được giống như em bên này hay không, để mình qua đó mình kiểm tra cái nữa cái đó. Mình thấy hai em này là cho lớn cùng lúc á, coi nào. Ồ, nhưng mà xét về kích thước thì Plesiosaurus có vẻ là khá là nhỏ này. Nhỏ như vậy thì mình lo là không cưỡi được ấy. À, chính xác rồi, khá là tiếc luôn. Như vậy thì chỉ có thể ngắm cái loài khủng long này thôi. Thôi được rồi, giờ thì mình sẽ chọn ra một trong hai nhóc này để dẫn đi khám phá. Coi coi, dẫn nhóc nào vậy ta, nhóc nào mình cũng muốn. Ôi, dắt một cặp luôn đi. Dắt cho có đôi có cặp. Nhỡ mà ra biển mình gặp mấy cái con nào mà nó dám cà khịa mình á, là mình sẽ thả một đôi ra luôn ha. Có gì cho hai em hợp tác chiến đấu rồi bảo vệ mình, khá là hợp lý đấy. Còn bây giờ để mình chạy chiếc siêu xe màu hồng nam tính của mình về nhà, để thực hiện công việc ngày hôm nay cái đã. Lúc mình chạy ngang khu vực này á, thì mình có nghía qua cái chỗ mình nuôi cá mập Megalodon. Và hiện tại thì mình vẫn chưa thuần hóa được Megalodon đó nha. Ô là trời, hai nhóc này đã bự như vậy rồi đó mà chưa có thuần hóa được. Nguy hiểm quá à, mình không dám nhảy xuống tắm đâu. Lớn ngớ là cá mập cạp cái chân của mình á. Để an toàn hơn khi mà thăm cá mập á, thì chắc bữa nay mình sẽ thuần hóa cá mập Megalodon thêm một lần nữa. Để xem coi lần này thì mình có thành công thuần phục cái loài cá mập hung tợn đó hay không nha. Và để thuần phục được loài cá mập đó thì mình cần phải chế tạo cái Aquatic Scarab Gem trước cái đã. Đâu ta? Scarab Gem thì mình còn nhiều lắm đây nè. Mình còn 4 cái lận, nhưng mà mình chỉ dùng 2 cái thôi. Rồi mình kết hợp với 2 cái Dominican Amber theo công thức như vậy là được. Rồi, đồ nghề đã có. Bây giờ thì chắc mình sẽ lấy thêm một cái lasso nữa. Để một xíu mình bắt tạm một nhóc vô. Mình chỉ 1v1 với cá mập thôi. Chứ 1v2 là hơi căng á. Tại vì cá mập Megalodon thì rất là mạnh luôn. Bữa mình có thử 1v2 nhưng mà kết quả là bị cá mập cắn cho muốn rách cái quần ấy. Nên là lần này mình rút kinh nghiệm rồi. Không có dễ mà upshot mình đâu. Vô. Trước mắt là tóm một bé lại. Rồi, chuẩn bị nè. Thuận hóa cá mập thôi. Chịu đau xíu nha cưng. Ây da, đó. Thì cái tình, ông. Đừng có chống cự mà. Cá mập này, chống cự là bụng bự đấy. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng đánh ngất được cá mập rồi đấy. Giờ thì nhanh chóng gắn cái Scarab Gem này vào thôi. Ui, tỉnh rồi. Sao mau tỉnh vậy? Wow, cá mập đúng mau tỉnh luôn. Phải cẩn thận mới được. Dùm cúp đánh đi cho chắc. Rồi. Được chưa? Ê, mình đã gắn được cái Scarab Gem vô rồi thì phải. Đấy. Rồi, ui. Nhưng mà cá mập đang còn giận mình vì tội đánh đau cơ. Ôi, đừng có cắn anh mà. Tha đi. Đừng. Không hiểu luôn. Nuôi cho đã lớn tới chừng này rồi, tới hồi thuần phục xong rồi gọi là ăn thịt mình. Đó, các bạn thấy cái độ hung tợn của loài cá mập Megalodon chưa? Nhưng mà đánh đổi lại, sau khi thuần phục thì mình sẽ có một cái loài cá mập cực kỳ mạnh nè. Và có thể hỗ trợ mình trong những pha tác chiến ở dưới nước. Mình nghĩ cái sức tấn công của cá mập Megalodon á, khi mà mình ra biển là mình không ngán những cái con quái vật đâu. Gặp con nào là mình sẽ cào khịa con đó cho xem. Tại vì mình có cá mập bảo kê mà. Rồi, giờ thì thuần phục nốt cái nhóc cá mập còn lại nào. Giờ thì thử kêu cá mập qua đây hỗ trợ mình nè. Mình bị cắn nè.
Ui cá mập. Ô cá mập không hỗ trợ mình. Oh my god. Vậy là mình phải tự lực cánh sinh rồi. Cá mập không đánh đồng loại. Ok không sao. Tự biên tự diễn luôn cũng được. Rồi, mình đã gục được cá mập thứ hai và ten ten. Lần này thì mình rút kinh nghiệm, mình sẽ chạy trước. Đâu có dễ mà cắn anh đâu cưng. Đấy, có kinh nghiệm phát là khác bọt liền. Hết vô bụng cá mập rồi. Rồi, như vậy thì mình đã chính thức thuần phục được cặp đôi cá mập ở cái hồ này rồi. Chỉ tiếc là lần trước á, mình up thì ra hai cá mập đực, thế nên là không thể kiểu như là nhân giống cái số lượng cá mập trong cái hồ này được rồi. Hơi tiếc ha. Ồ, nhưng mà bây giờ mình mới để ý là hình như cá mập cắn rách quần mình nữa rồi. Đấy, bữa nào đi thuần phục cá mập cũng vậy, cũng bị cắn rách cái quần hết. Cây thì có chứ. Đánh đổi thôi chứ biết sao giờ. Giờ thì bắt theo một nhóc cá mập nè, để xíu đem ra biển rồi đi quẩy nữa. Chắc bây giờ thì mình sẽ chạy xe về nhà rồi sau đó chế tạo một cái quần mới thôi, để tăng cái lượng giáp của mình lên. Vì ra biển thì chưa biết là sẽ gặp được những con quái vật gì nữa, cũng khá là căng ấy. À, và lần này thì coi mình sẽ chế tạo giáp chắc cái giáp rồng tiếp nha. Mình chế tạo giáp rồng hay là chế tạo giáp bằng pha lê hắc diệm thạch ta? Ok, mình nghĩ là giáp pha lê hắc diệm thạch sẽ ok hơn á, tại vì nó sẽ có độ bền cao hơn rất là nhiều luôn. Mình thì thích cái gì xài bền một xíu. Đây, nó còn cho thêm chậm hỏng nữa nè. Ây da, quá là ổn áp ấy chứ. Bên cạnh đó thì giáp rồng thì mình sẽ sửa sơ sơ lại để mình dùng cho nó tốt hơn, kẻo lại bị hư rồi không có được full giáp ấy. Bây giờ thì không chần chờ gì nữa, lên đường thôi. Và hy vọng rằng sau cái chuyến đi này, lúc mà mình trở về á, thì cái trứng kiến sư tử mình ấp ở nhà nó sẽ nở nha. Cái trứng đó ấp đúng lâu luôn á. Không biết là có nở được hay không nữa. Rồi cuối cùng thì cũng bay tới biển rồi. Công việc đầu tiên sau khi tới biển là mình sẽ đáp xuống dưới này. Ui, gì đây? Mới ra tới biển thôi mà mình đã gặp hai con cá mập đi ăn hiếp những cái con cá bé xíu kìa. Trời ơi, dám ăn hiếp những loài yếu hơn hả? Đâu rồi cá mập? Ra chọn em. Tới số mấy con cá mập còn này rồi. Ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của Megalodon của ta. Ê, nó cắn Megalodon của mình. Ủa phải không vậy? Láo thế nhờ. Này dám cắn Megalodon của mình hả? Tấn công đó em. Ơ nhưng mà Megalodon của mình bị gì rồi? Trời ơi, lần đầu ra biển bị cà giật rồi. Really nigga. Yêu. Còn mấy em này thì sao? Có hỗ trợ mình không? Đánh nó em. Sao khủng long của mình? À. Trời đất ơi, khủng long của mình không có hỗ trợ mình gì hết luôn. Ủa sao kỳ vậy? Ờ mình bình thường mình thấy trong cái hồ mấy cái loài này tấn công như lắm mà. Sao tự nhiên nay ra biển cá mập thì bị cà giật. Còn Leoplerodon thì không thèm tấn công luôn. Này bây giờ cá mập thì lại bình thường rồi nè. Ủa, lạ thiệt sự. Mình rất là kiểu như ngóng đợi cái màn tấn công của cá mập luôn ấy. Với lại cái loài khủng long này. Ồ làm mình thất vọng rồi. Đúng là hy vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều mà. Sẵn tiện ở đây nó có quá thạch thì mình sẽ ghé qua rồi đào một xíu, kiếm thêm tí về còn phân tích nữa. Hiện tại thì trong tổng số tất cả các loại DNA của khủng long cũng như các loại khác thì mình còn thiếu đúng có hai loại thôi. Đó chính là DNA của ngựa quát ga với cả là DNA của loài khủng long Ornitholestes. Hai cái loài này thì bữa giờ mình phân tích không có ra bất kỳ một cái DNA hay là một cái xương nào luôn ấy. Đây là bữa nay hy vọng là lúc mình đi đào như vậy nè, mình sẽ may mắn có được cái xương đi. Cái xương thì mình phân tích nó cũng dễ ra lắm. Hy vọng là vậy. Ồ, và phía xa xa mình thấy nó có cái công trình gì dưới nước kìa. Được, để mình cưỡi khủng long qua đó coi thử. Ui, dưới này cũng có con cá mập ghê vậy. Ui, cá mập nó đang dí sau lưng mình kìa. Trời, tuổi gì mà bơi lại khủng long của mình. Khủng long của mình bơi hơi bị nhanh đó nha. Đừng có đùa. Rồi, và mình coi nó có cái rương không. Có rương là mình lặn xuống mình lậm cái rương liền á. À, hình như đây có cái rương nè. Mình mới đúng.
nhưng mà ở đây có nhiều con giám hộ lắm. Cẩn thận, cẩn thận. Mình không muốn giám hộ nó tấn công trúng khủng long của mình đâu. Đây có thêm rương. Ủa sao rương bẹo vậy? Dầu tí được không? Kìa kìa, đây có thêm cái rương nữa nè. Mình có khủng long ấy nên cái việc lặn hụp đối với mình nó rất là đơn giản luôn. Siêu nhanh. Nhưng mà rương trong đây thì nó cho... Ui, bảo vệ tốt này. Ok. Mà nãy giờ mình ra biển á, chủ yếu là gặp cá mập thôi. Mấy con cá mập hay ăn hiếp mấy loài nhỏ bé ấy. Vậy mà khủng long với cả là... Ồ. Vậy mà khủng long với cả là cá mập của mình không tấn công. Thế nhưng mà gần đây mình thấy có thanh máu của con xương cổ xưa kìa. Ồ. Có nên lụm cục kẹo nó không ta? Ui, đằng kia là cái loài gì mà bự vậy? Uầy, đây là loài gì? Đây là cá voi. Wow, cá voi đang săn cá mập kìa. Ghê vậy. Ui, cá voi bự thiệt á. Rồi luôn, chắc cá mập là bữa trưa của cá voi rồi. Mà kệ đi, vừa tội lắm. Ai bảo nó hay ăn hiếp mấy loài nhỏ bé anh chị. Phía bên này nó có con thuyền bị chìm này. Oh, biết đâu dưới này lại có kho báu đấy. Lặn xuống em. Đừng có đi lung tung nha. Nào 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 nào. Thấy chưa? Biết ngay mà, vừa chèo xuống là em ly lung tung liền. Ô. Oh. Ở đây có một cái rương. Và nó có cái chìa khóa nhện. Ổ khóa nhện chứ. Mình có chìa khóa nhện không? Hình như không á. Ồ, chính xác rồi. Vậy là không có mở ra được rồi. Ai, tiếc vậy ta. Ủa dưới này sao lại có cái cây này? Để mình nhờ cá mập lặn xuống cái đó. Ok, hết tầm rồi. Bắt cá mập lại. À, dưới này có một cái ngôi nhà gì luôn. Và có mấy tên yêu tinh ở đây nữa. Để mình xử nó. Wow, căng hết. Thì ra dưới này có công trình. Ô, được. Sẵn tiện mình khám phá luôn. Hình như đây là cái công trình mà có cái con xương cổ xưa thì phải. Nếu như mình đoán không lầm. Nhưng mà nó không có nằm gần đây rồi. Mình phải đi tìm nó đấy. Chắc nó cũng khá là xa đó. Ui, cuốn sách mạnh thế. Ui, cuốn sách 2 sao mà căng vậy. Ui, ở đây có cây kiếm quá trời dòng luôn này. Kiếm mà có dòng gai nữa chứ. What the heck. Nè ní. Cánh thì mình có rồi. Oh, what the heck. Ủa. Ủa sao con xương nó lại... Sao con xương cổ xưa nó lại nằm ở đây ta? Bình thường là nó sẽ kiểu xuất hiện ở ngay một cái chỗ. Xung quanh là toàn là nhung nham mà. À. Nay đổi địa điểm à. Ê, con này đi chỗ khác. Ngươi không phải là mục tiêu của ta. Rồi được. Để mình... kiểu như đổ nước ra. Tạo thành một cái sàn đấu nhung nham để mình với con xương này chiến đấu. Ui, nó đánh. Ui, cái gì? Ở đây nó có một cái hang khoáng sản nữa này. Ây. Được quá ta. Dưới này có hóa thạch đồ thêm không? À, có luôn. Được á, mình sẽ ghé vô để mình đào thêm ít hóa thạch đi. Chứ đánh nhau với cái con xương cổ xưa kia nguy hiểm quá. Nó quýnh có tí xíu thôi mà. Giáp mình nát hết trơn rồi. Hôm qua thì mình đào được một stack máy. Thế nhưng mà không có phân tích ra được cái DNA mới. Thế nên là bữa nay thì chắc mục tiêu của mình sẽ cao hơn. Là cỡ 3 stack đi. Kiểu gấp đôi hôm qua. Xem coi có may mắn và có được cái DNA mới hay không nha. Còn có đúng 2 loài cuối cùng à. Nên là mình phải nỗ lực hơn khá là nhiều đây. Khoan. Sao dưới này lại có cái cục netherrack vậy? À nữa hả? Lọt vô công trình đó nữa hả? No. Né nó rồi đó mà vẫn... nó vẫn xuất hiện trước mặt mình à. Sợ thật. Ồ, quên nãy giờ đo lặn ở dưới cơ mà. Không, để mình ngồi lên mặt nước cái đã. Để coi trước mặt. U. Trước mặt có chỗ của mụ Medusa luôn đồ kìa. 2 chỗ luôn. Một cái trên cạn, một cái ở dưới nước. Không chỉ có Medusa đâu, còn có con
con lăn quăng biển nữa. Thôi con đó ghê lắm nha. Lớ ngớ là nó cạp một phát một cái khủng long của mình đi luôn á. Kìa cô cơ, ghê thiệt. Giờ sao vậy ta? Khủng long mình nhiêu máu? 20 mấy máu mà không có giáp. Mình nên lượng sức không ta? Ok được, bây giờ mình sẽ bắt khủng long mình lại. Mình sẽ tự chiến với con này, để kiểu như là mang lại sự bình yên cho cái vùng biển này cái đó. Tại vì mình cũng hay đi ngang cái khúc này lắm. Tới cuộc kiệu nào. Mình đóng băng nó rồi. Ây da, nó đang cạp mình. Người dám cạp hả? Này, này thì cạp. Mình sẽ cho nó nếm mùi cái cây kiếm băng của mình. Lụm cục kẹo như cưng. Rồi, giờ thì mình có thể thoải mái mà cưỡi khủng long ở cái vùng biển này rồi đó. Không có lo bị nó tấn công nữa. Ok, lại xuất hiện thanh máu của con đó nữa. Thôi không chơi với nó đâu, nó mạnh lắm. Đây, ở đây nó có cái thuyền này. Cái thuyền này chắc mình vô được. Để mình kiểm tra coi lần này cái thuyền sẽ cho mình cái gì nha. Ồ, cho mình cái giường. Còn gì nữa không? Ui, còn có xương nữa. Ồ, lần này là một cái rương cướp biển. Nhưng mà ổ khóa nó là ổ khóa bằng vàng. Hình như là mình cũng không có chìa khóa vàng. À, cay thế nhờ. Sao không có cái rương nào mà nó dùng ổ khóa bạc đi để mình mở ra nhờ. Xu ghê luôn. Ở dưới này còn có một cái tàn tích dưới biển gì nữa. Wow. Để mình coi coi. Cái này là à, cái rương đầu lâu. Và cái rương đầu lâu này dùng cái ổ khóa ngọc lục bảo. Uầy. Mình có thể đập được cái này luôn hả? Ôi chết. Ở đây. Hi. Cái rương đầu lâu thì mình có thể mang về được. Mình sẽ mang về nhà, biết đâu sắp tới mình có chìa khóa ngọc lục bảo là mình mở liền. Cái rương này mình nhìn có vẻ là trong này chứa đồ xịn á. Hợp lý, hợp lý. Mang về, mang về. Ok. Lên bờ thì mình phát hiện ra ở đây có những người, cái người dân làng du mục hay sao nè. Mấy người này đi phượt hay sao á. Wow, xịn vậy. À, chắc mấy người du mục đó xuất phát từ ngôi làng này hay sao nè. Kiểu như dân làng mà thích đi khám phá đồ ấy. Đã vậy ở dưới đây còn có chỗ có hóa thạch nữa chứ. Sẵn tiện ghé xuống mình đào ké luôn. Ồ, còn có đồ chơi nữa nè. Mấy cái cây này dùng để tấn công khủng long một cách rất là tốt ấy. Ồ, hay á. Ok, mình mượn luôn. Có gì về nhà mình dùng để thuần phục khủng long cũng ok này. Ồ, và thường thường thì cái nhà cao cao trong ngôi làng là hay có hóa thạch lắm. Để mình vô đây mình coi thử. Ê, chính xác. Có thêm hóa thạch với cả là đồ ăn cho khủng long này. Mình mua thêm hóa thạch đồ các thứ. Đằng kia là dùng đất gì vậy? Ồ, hình như mình vừa tới một cái biome mới thì phải. Ui, nó có rất là nhiều hóa thạch luôn kìa. Mấy cục này sao quen quen người ta. Giống đá núi lửa ấy. À, chính xác rồi nè, đá núi lửa. Ui, có hẳn một cái vùng đất mà toàn là đá núi lửa vậy cơ. Kìa, đằng kia có ngọn núi lửa, nó đang phun trào nhung nham kìa. Wow. Thôi được, đây là cơ hội ngàn vàng để mình cày thật là nhiều những cái hóa thạch thô về nhà và phân tích đấy. Tranh thủ lúc này thì mình sẽ đào càng nhiều hóa thạch càng tốt mang về. Nhưng mà ở đây nó hóa thạch hơi khó nhìn nha. Tại vì nó trộn lẫn với những cái trò núi lửa ấy. Rất là khó để phân biệt luôn. Phải căng mắt ra mà nhìn đấy. Ở đây nó còn có lỡ nước gì mà đen thui vậy? Ồ, là nước ở cái vùng này nó mặc định là nó màu đen đen gì luôn à. Wow. Hết hồn, mình tưởng đâu đây là loại nước gì mới nữa chứ. Nãy giờ mình ở dưới chân cái ngọn núi này lâu lắm rồi. Giờ thì mình thử lên đỉnh ngọn núi coi. Đây, ngay chỗ núi lửa phun trào luôn nè. Ồ, cảnh nhìn đẹp thiệt sự. Ồ, không biết bên trong cái núi lửa này nó có cái gì không á. Mình còn cái bùa kháng lửa không ta? Ui, cái bùa kháng lửa mình hết tác dụng rồi.
phải còn cái mình lặn xuống dưới mình coi thử. Biết đâu trong này nó chứa cái đống hóa thạch thì sao? Ô, mình đào ra được cái chân của cái loài khủng long mà mình chưa có tìm ra này. Ô, cuối cùng thì cũng có một cái mẫu hóa thạch của cái loài khủng long đó. Hơi bị hiếm luôn ấy. Ê, còn có cái chân của Velociraptor nữa. Một xíu về mình phải thử phân tách liền hai cái đi, hai cái mẫu hóa thạch đó mới được. Từ bên đây nhìn qua thì mình còn thấy có một cái gọi là kim tự tháp nữa. Ê, được được, mình muốn thử khám phá kim tự tháp. Để xem coi phía dưới kim tự tháp này sẽ cho mình những cái món đồ gì nè. Mệt quá. Mình hơi hấp tấp nha. Phải từ từ lại mới được. Không được hấp tấp. Rồi nó cho mình một vài cái món đồ. Có trái tim. Chắc xịn nhất là cái trái tim này rồi. Cạnh cái kim tự tháp còn có cái hồ nước đen nữa chứ. Yeah, đây là thứ mình cần. Nó sẽ giúp mình có được rất là nhiều hạt đen mang về và phân tích để kiếm những cái hóa thạch nâu đấy. Cái hồ bé này thì nó cho mình được cỡ 36 cái hạt đen. Ok, để mình dạo thử vài vòng gần đây coi, coi nó còn cái hồ nào tương tự như vậy hay không. Nhưng mà chưa gì mình đã gặp một cái công trình gì rất là lạ luôn kìa. Một ngôi nhà lấp đầy những cái piston. Ồ, chính xác rồi, nhà piston à. Cạnh đây nó còn có bộ xương của rồng rất là to nữa kìa. Kỳ lạ vậy ta. Để mình kiểm tra tình hình thử. Ui, cái này nhìn kỹ giống cái ký hiệu của tiền vậy nha. Đây là ngân hàng à. Để mình đào mình kiếm cái cổng vào coi. Hình như đây là cổng vào luôn á. Xịn đi nha. Ngân hàng đồ các thứ. Nhưng mà khoan. Ý, ngân hàng có cúp sửa chữa. Lạ thiệt. Ngân hàng nhưng mà có cúp sửa chữa nha. Rồi bên trong ngân hàng thì có khối vàng. Còn gì khác không? Chỉ vậy thôi à. Đúng là ngân hàng ở trên sa mạc có khác hơi bị nghèo luôn. Sau chuyến đi này thì mình thấy là việc cưỡi hai cái nhóc khủng long này á khá là thú vị ấy. Kiểu như vừa nhanh nè, mà khả năng ngồi lên mặt nước cũng nhanh nữa. Hơi bị hợp lý. Ngược lại với Leoplerodon thì Megalodon thì vừa không nhanh nè, mà lại không hỗ trợ mình trong việc chiến đấu nữa. Trời đất ơi. Trong khi mình tốn biết bao nhiêu công sức để mình thuần hóa rồi cho ăn các thứ. Chắc mình phải dành nhiều thời gian hơn để huấn luyện loại cá mập hung tợn này mới được á. Thì mới kiểu như hỗ trợ mình trong việc chiến đấu được. Chứ hiện tại là gần như là không hỗ trợ được gì luôn. Còn bây giờ thì để mình về nhà và tiến hành phân tích số hóa thạch cũng như là những cái xương khủng long mà mình đào được trong ngày hôm nay thôi. Đầu tiên là... Ui, hút hồn hút chết, trời đất ơi. Cái khối sắt mà hôm qua mình cho nó có linh hồn nè. Hút hồn à. Rồi, đầu tiên là mình sẽ phân tích cái chân của cái loài khủng long Ornitholestes này. Để xem. Được đi mà. Được đi. Yes! Mình đã có được DNA của cái loài cuối cùng này rồi. Wow! Quả thật là một ngày may mắn của mình. Mình sẽ thử thêm với Velociraptor xem. Để xem mình có đủ may mắn để kiếm thêm một cái nhóc Velociraptor hay không. Hơi bị hồi hộp á nha. Có luôn. Uầy, hôm nay nhân phẩm mình cao thiệt sự. Và sau khi có được hai cái DNA này thì mình sẽ lập tức cho vào cái máy up liền. Yeah. Không ngờ bữa nay nhân phẩm mình lại đỏ như vậy. Rồi, bây giờ thì công việc của mình chỉ là phân tích nốt cái số hóa thạch thô với cả là những cái ta fossil này. Biết đâu mình lại có thêm vài thứ mới mẻ nữa thì sao. Còn về phần cái rương đầu lâu thì mình sẽ đặt ở phía bên ngoài. Vậy là tổng cộng hiện tại trước nhà mình đã có tới tận 3 cái rương khác nhau rồi đó. Một cái là rương hải tặc, một cái là rương đầu lâu và một cái két sắt nữa. Nhưng mà chưa có cái nào được mình mở hết. Không ổn rồi, mình phải sớm học nghề thợ khóa thôi. Ok.
Trở lại phía dưới của phòng thí nghiệm thì hai cái DNA mình cho vào máy ấp đã tạo thành cái trứng rồi. Bây giờ thì mình sẽ lập tức lên trên và ấp hai cái trứng này thôi. Chắc mình sẽ ấp trước cái trứng của Ornitholetes nè. Không biết cái nhóc khủng long này sẽ có hình dạng như thế nào. Nhưng mà khoan, cái trứng này bé xíu luôn. Ồ, vậy là đây lại là một cái loài khủng long bé tí rồi. Còn trứng của Velociraptor thì mình sẽ ấp cạnh bên hông này đi. Để xem coi khi nở ra thì cái nhóc khủng long này sẽ có cái ngoại hình như thế nào nha. Mình đoán là nhỏ đấy. Coi nào, coi nào. Wow, nhìn mặt hiền thiệt sự luôn ấy. Và đây là loài khủng long. Ui, ăn trứng hả? Ui, mình cản, đứng đây mình cản không được. Nhỡ em nhào lại ăn cái trứng là... Trứng của Velociraptor là hơi mệt đấy. Mà đỡ cái là mình ấp xong là bây giờ mình đã thuần phục được cái loài khủng long này luôn rồi. Và đây là một cái loài khủng long kiểu như thường xuyên hoạt động về đêm ấy. Thế nên là ban ngày ngủ khò khò rồi cơ. U là trời. Để mình làm một ít cái thuốc tăng trưởng cho em ăn. Cho mau lớn coi coi hình dạng khi lớn sẽ trông như thế nào. Ồ, bên đây thì Velociraptor cũng lớn rồi. Nhóc này cũng kháu khỉnh lắm. Và đây là Velociraptor cái hả? Ủa, trong chuồng mình nuôi là cái đực hay cái ta? Để mình kiểm tra cái nữa. Hình như đực thì phải. Đúng không? Đâu rồi? Đây. Ui, hai nhóc cái hết rồi. Hơi xu nha. Như vậy thì kế hoạch nhân giống có được một cái đàn Velociraptor của mình thất bại rồi. Xui thôi, xui thôi. Có thuốc tăng trưởng rồi nè. Giờ thì cho khủng long mình ăn thôi. Rồi, có thuốc tăng trưởng đây. Cho em ăn coi. Lớn lên cái đầu hơi bị đỏ luôn nha. Lạ vậy. Cái đầu đỏ lè luôn. Được nha. Thôi thì mình đặt tên cái nhóc này là khủng long đầu đỏ đi. Cái đầu là cái điểm đặc trưng của em ấy. Không biết là cái loài khủng long này tấn công sẽ như thế nào ha. Để mình ra đây mình kiếm gà, mình cho khủng long tấn công trên gà thử xem. Ở bò cũng được nè. Đây, huấn luyện khủng long đầu đỏ. Tấn công đó em. Ui, nhỏ nhưng mà đánh mạnh lắm. Các bạn coi cơ. Đánh con bò văng lên trời luôn. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Uầy, xịn thật sự. Ui, có vẻ khủng long đầu đỏ khá là thích chỗ này hay sao á. Vậy thì được, mình sẽ làm cho nhà cho khủng long đầu đỏ ngay khu vực này nè. Kế bên nhà mình luôn. Ok. Và các bạn có biết loại gỗ mình đang dùng xây dựng là loại gỗ gì không? Chắc nhiều bạn sẽ đoán ra rồi đó. Đó chính là loại gỗ từ một cái cây thời tiền sử á nha. Cây đó thì mình mới tìm ra được mới hôm qua thôi. Nó nằm ở bên kia kìa. Ồ, không ngờ cái gỗ nó làm nhà đúng đẹp luôn ấy. Và đây, mình đang dùng để xây nhà cho khủng long đầu đỏ. Thấy khá là ưng. Sau khi xây xong nơi ở thì bây giờ mình sẽ gắn thêm một ít cái đèn vào để thắp sáng. Rồi một cái cổng để tránh khủng long đi ra mất. Và cuối cùng là mình sẽ cắm vào cái cây thời tiền sử bé bé ở phía dưới để tăng cái độ tự nhiên hơn. Rồi, xong phin. Thức ăn, đồ các thứ mình đã cho vô đây đầy đủ hết rồi. Khủng long không sợ bị đói đâu. Chỉ thiếu mỗi bạn đời cho ẻm thôi. Mà tiếc quá, bữa nay mình có đúng một cái DNA à. Nhưng mà không sao, có nơi ở là mình thấy cũng ok rồi. À, quên nữa. Mình phải cho ẻm chạy tới chạy lui chứ. Quên. Đó, giờ cưng muốn chạy đi đâu thì chạy đi. Đấy, về đêm cái là ẻm nhanh nhẹn thiệt đó chứ. Tự nhiên, đây, lâu lâu mình sẽ cho ẻm tập gym. Bằng cách là cho ẻm đánh nhau với bò. Đấy, đánh nhau căng lắm, nói chung là... Đó, quýnh không đánh thì thôi, mà đánh một phát là bò văng lên không à. Nhỏ mà có vỏ thiệt. Và mình cũng dư một ít cái thức ăn ấy, nên là bây giờ mình sẽ vô đây cho Velociraptor nhỏ này ăn một ít để cho mau lớn, ăn thuốc tăng trưởng đi. Đó, lớn lên cái là lại đi cho săn gà. Thôi. Được rồi. Mình nghĩ đàn gà trong cái nơi này rất là áp lực luôn.
kiểu như đẻ mà không đủ số lượng trứng cho khủng long ăn ấy, khủng long bị đói là xác định. Làm bữa tối cho khủng long chắc luôn. Thôi cố lên nha gà, mình tin là sức đẻ của gà sẽ rất là dữ á. Vào tới trong nhà thì đập vào mắt mình đó chính là cái trứng con kiến sư tử này. Không biết ấp chừng nào nó mới nở này. Mình ấp lâu lắm luôn rồi đấy mà nó không có chịu nở và nó không có một chút chuyển biến gì luôn. Lần trước mình ấp trứng phượng hoàng thì ít ra trứng phượng hoàng còn đổi màu đúng không? Còn cái trứng con kiến sư tử này là nó không hề nhúc nhích gì luôn này. Màu thì cũng giữ nguyên. Vậy rốt cuộc là có nở không vậy? Bên cạnh đó thì bữa nay mình sẽ ấp luôn mấy cái DNA mà mình lựa chọn ra để chuẩn bị cho cái kế hoạch sắp tới của mình. Đây, cho hết nó vào. Tổng cộng là có 5 loài mình lựa chọn ra và số lượng loài có thể tăng lên trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mình sẽ dành một chút thời gian qua cái chỗ khủng long bên này. Bữa giờ mình cũng lâu rồi chưa ghé thăm mấy em. Coi coi. Oh. What? Mới tới nơi thì khủng long con ra chào đón mình này. Wow. Bây giờ mấy nhóc này đã sinh sôi nảy nở và có được một lứa con đầu tiên bự như vậy rồi à. Mau thật sự. Không, hai lứa con luôn. Ui. Với cái đàn như vậy thì chắc mình phải sớm nâng cấp cái chuồng cho Ceratosaurus thôi. Mấy em sinh sôi dữ quá. Hợp lý, hợp lý. Rồi, cạnh chuồng của Ceratosaurus là của mấy cái nhóc thằng lằn. Hiện tại thì mình vẫn chưa có thuần phục được cái loài thằng lằn này. Hung dữ quá à. Mình vô mình chỉ cần lại gần thôi là sẽ nhào lại cắn mình. Không phải cắn thường đâu mà cắn chúng độc đó. Nè các bạn coi, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Từ 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 từ, mình phải thu thế thẳng mới được. Có gì còn chạy. Đó đó đó. Ủa? Ủa không cắn hả? Ồ. Ồ không cắn mình. Ồ. À có vẻ là chơi banh xong bây giờ vui vẻ nên là không cắn mình nữa. Quay cái loại thằng lằn này á, mình mà thuần hóa thành công dắt đi chiến đấu là hơi bị hợp lý luôn. Vì khả năng làm chậm nè, và cũng như là gây độc sau cái cú cắn á, rất là lợi hại trong những cái pha chiến đấu lâu dài đấy. Mình đánh giá đây là một cái loài kiểu như săn mồi theo phong cách là đợi con mồi thấm dần độc rồi mới xử lý á. Rồi cách tấn công đó mình thấy hơi bị ghê rợn á. Rồi, và nói tóm lại trong ngày hôm nay thì sau một khoảng thời gian thì cuối cùng mình cũng đã thuần hóa được loài cá mập Megalodon. Thế nhưng mà cái chuyến khám phá vừa rồi thì cá mập không có nhiều sự thể hiện cho lắm, mình thấy vậy. Đánh nhau tiếp mình thì cũng không có, mà bơi thì cũng không có nhanh nữa. Nói chung là không có nhiều ấn tượng. Nhưng mà ít ra mình cũng may mắn sau khi kết thúc cái chuyến khám phá đó thì về nhà mình có hồi sinh được cái loài khủng long cuối cùng. Đó chính là khủng long đầu đỏ. Một loài khủng long mình thấy cái phong cách chiến đấu là hất cái địch lên trời đó nha. Rất là căng luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình hoàn thành nốt những cái dự án còn lại của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.